Sau 2 ngày dừng tập vì nhiều lý do, chiều mùng 3 tháng 7, các cầu thủ của câu lạc bộ Đồng Tháp đã trở lại tập luyện bình thường bất chấp cơn mưa lớn. Theo ghi nhận, ngoại trừ Ngọc Hân, Ngọc Anh, Văn Hòa và Đồng Tháp phải ngồi ngoài vì chấn thương, 27 cầu thủ còn lại đều có mặt trên sân Cao Lãnh trong buổi tập chiều qua. Được biết, trước những thông tin trái chiều trong thời gian gần đây, ban lãnh đạo đội bóng đã có cuộc họp với ban huấn luyện và đại diện các cầu thủ trong chiều mùng 2 tháng 7 nhằm ổn định tâm lý cho toàn đội. Tuy nhiên, dư âm của vấn đề này vẫn có thể ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng trong những trận đấu tới, và đó là điều mà huấn luyện viên Trần Công Minh cùng ban lãnh đạo đang tìm cách khắc phục. Hiện nay chúng tôi đã ổn định và không có gì hết. Tôi nghĩ đó là cũng giống như một cái thời tiết, thay đổi thời tiết mà chúng tôi bị cảm thấy thôi, nhưng mà tất cả đều ổn định và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Và tôi nghĩ các cầu thủ chúng tôi thì nó đã quen với cái áp lực và quen với từng hoàn cảnh, và tôi nghĩ họ thích nghi rất là nhanh. Câu lạc bộ Đồng Tháp đã khởi đầu mùa giải 2019 khá ấn tượng, thậm chí có những vòng đấu họ dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ, và chuyến làm khách trước Đắk Lắk vào chiều 7 tháng 7 sẽ là liều thuốc thử cho nỗ lực của ban lãnh đạo đội bóng trong suốt những ngày qua.